Chào các bạn trở lại. Kinh tế kém, công việc khó khăn, giá vàng cao, lại thêm bao phát sinh chướng ngại. Làm sao để vượt qua khi tâm thân ta bất lực? Một người mẹ vô cùng đau khổ trong bệnh viện, vừa kể vừa khóc. Đứa bé đang nằm viện của cô hơn 10 tuổi, nhập viện vì hở van tim. Một giờ trước đây bác sĩ bảo thêm một căn bệnh khác liên quan đến tim. Bản thân cô đã mất một đứa con, nhà còn có một đứa con nhỏ khác không được trông nom. Nhìn cô vô cùng khắc khổ, sắc thái nhợt nhạt, thần khí đều tiều tụy. Ai nhìn cũng đau lòng. Đó là một trường hợp trong 7 trường hợp ở Bệnh viện Nhi Đồng 1. Khải Toàn cùng vài vị phát tâm đến giúp. Thời mà kinh tế kém, còn có người phát tâm thiện nguyện. Dù vài đồng đến số tiền lớn, quả thật là rất quý. Những vị ấy thật sự đang có phước. Vì bao người đang khó khăn kinh tế, họ vẫn còn phước và tạo phước. Vậy phước từ đâu mà có, họa từ đâu mà sinh? Có phải từ nhân quả nghiệp quả mỗi người? Nhân có gần có xa, những nhân xa xôi không dễ gì thấy được. Hôm trước Khải Toàn quay lại Bệnh viện Nhi Đồng 1, phòng công tác xã hội hỗ trợ vài hoàn cảnh khó khăn, chi trả viện phí. Vài vị nhờ gửi giúp dù không kêu gọi, vài vị phát tâm đi cùng. Có một cặp vợ chồng trẻ cho số tiền lớn, có một vị theo dõi em qua mạng xã hội đến phát tâm và mong kết duyên. Khải Toàn rất trân quý những vị ấy và cảm thấy mình còn được phước. Phước ai cũng mong, họa ai cũng muốn đoạn, để lìa họa thêm phước, không gì bằng tự mình tu tập để giảm nghiệp. Kinh tế kém, đa phần công việc làm ăn khó khăn, kiếm tiền mưu sinh là khó khăn về vật chất. Ta mang vào tâm tư bao nhiêu phiền não, vật chất là cái hư giả, tâm phiền não cũng là hư giả. Vượt khó tiền bạc, cần đầu tư tri thức và trí tuệ, đầu tư các mối quan hệ xã giao, để hết phiền não trong tâm, hay nói không muốn phiền não nữa, giữ tâm vững chãi. Không gì bằng tự mình tu tập, cầu nguyện làm lành tránh ác, gần bạn lành xa bạn ác. Nấc thang đầu tiên giảm nghiệp thêm phước là không thấy lỗi của người. Còn thấy lỗi của người thì không thấy lỗi của mình. Còn thấy lỗi người thì nghiệp không tiêu, phước không đến. Khi ấy kinh tế khó khăn lại càng khốn khó. Đừng để lỗi lầm của người trong tâm, hãy mở rộng tâm lượng. Khi để lỗi lầm của người trong tâm, rồi mang nó ra nói lại cho người khác. Từ trong tâm phát ra khẩu, không vừa ý sanh sân giận, lại vô tình tạo ba nghiệp bất thiện. Khải Toàn phát tâm đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 với nhiều lý do khác nhau. Có lý do biểu diễn cho người đi cùng xem, cho người thấy trực tiếp những sự việc, để mai sau họ lại kết nối với nhiều tấm lòng hơn. Mong càng nhiều người đến, càng nhiều người phát tâm. Không chỉ dừng lại ở việc quyên góp tiền, em luôn nói vài lời, vài điều với cha mẹ có con đang bị bệnh. Chúng ta chỉ gặp nhau một lần duy nhất. Những vị mạnh thường quân chi trả hóa đơn này cũng không mong cầu báo đáp gì cả. Anh chị là cha mẹ, tiền bạc đã khốn khó, nhưng nhất định phải giữ vững tâm. Phải cầu nguyện, theo Chúa thì cầu Chúa, theo Phật thì cầu Phật. Chư vị làm cha mẹ, hãy giữ vững niềm tin để là điểm tựa cho con, điểm tựa cho gia đình, sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn. Khi ấy, người nhà của bệnh nhi nghe, những vị tình nguyện viên trong phòng công tác xã hội nghe, những vị đi cùng em nghe, thiên thần hộ pháp đều nghe. Bởi vì không chỉ cho tiền, cho cả pháp lành, cho bằng cả tấm lòng. Những vị đi cùng, nếu lần đầu phát tâm, em khuyến khích chụp hình bên ngoài, khuyến khích xin thư cảm ơn của bệnh viện. Vì đa phần người sơ phát tâm, họ sẽ rất vui những việc ấy. Mặt khác, em bảo rằng khi xong việc ở đây, chúng ta rời khỏi nơi này, đừng lưu luyến gì về những việc vừa làm, dù việc đó là việc lành. Hãy để mọi việc lại ở đây, không mang về nhà.
cũng như cuộc sống có những phiền não, đừng mang chúng theo bên mình, đừng mang về nhà. Chư vị hãy xem tất cả những gì trải qua là trải nghiệm, có chút cơ hội được tạo phước, có thêm kinh nghiệm để khuyến thiện bản thân và người khác. Hãy cho đi bằng cả tấm lòng, chính là bố thí ba la mật. Người bố thí bằng cả tấm lòng là tu hạnh bố thí của Bồ Tát. Giả dụ có một vị cho một phần thức ăn nhỏ nhưng trong tâm thật hoan hỷ. Cũng như thế, bản thân em chưa từng ghi tên mình lên thư cảm ơn. Dù cô tình nguyện viên ở đây đã quen mặt. Nếu có làm 10 điều lành thì chỉ nêu một. Có nêu là vì người mà biểu diễn. Phải chăng đời người là sàn diễn? Có vai nào là thật? Diễn trọn vở diễn của mình, tùy duyên không phan duyên, không xen ngang vào vở kịch của người khác. Nói như thế, có những vị thật khó hiểu, trừ khi đã trải qua. Ví như uống một tách cà phê, ngon như thế nào, ai nếm người ấy cảm. Kinh tế khó khăn, đời sống khó nhọc, xã hội biến động, do biệt nghiệp và cộng nghiệp. Nghiệp sinh ra họa phước, muốn được phước thì tạo nghiệp thiện. Ngày ngày gần người thiện sẽ thành người thiện. Đã là người thiện thì không thấy lỗi của người, chỉ thấy điều thiện nơi người. Người thiện làm điều thiện, làm việc thiện để tích phước, cho tâm thân thanh tịnh, vượt qua mọi khó khăn. Thiện nguyện tại bệnh viện Nhi Đồng có lẽ là thật dễ dàng, dễ về lý và sự, vì sự minh bạch. Người gửi quyên góp bao nhiêu, ghi thư cảm ơn bấy nhiêu, vì giúp được đúng hoàn cảnh khó khăn nữa. Trong kinh Thập Thiện, giữ 10 điều lành, điều đầu tiên là không sát sanh, không giết hại, để tạo phước có thể phóng sanh. Nhưng việc giúp bệnh nhi hay người bệnh là việc dưỡng sanh, dưỡng người thực tế hơn phóng sanh bao nhiêu lần. Thiện nguyện tại bệnh viện rất thực tế và không khó như những trường hợp khác. Vì lẽ đó, chư vị vừa sơ phát tâm nên một lần đến đây, đừng ngại số tiền ít nhiều. Tập bố thí bằng cả tấm lòng là điều thiết yếu giúp tâm rộng mở. Khi đủ công phu, tâm lượng sẽ lớn, lượng lớn phước sẽ lớn. Bố thí là nhân, phát tài là quả. Bố thí tiền là ngoại thí, bố thí tấm lòng là nội thí. Bố thí phiền não, sự sân giận là bậc đại trí bố thí. Biết cho đi, biết trì giới, biết nhẫn nhục, tu ba hạnh của Bồ Tát là nấc thang đầu tiên, không thấy lỗi người dễ được thành tựu. Không thấy lỗi người kỳ thực rất khó. Khi chư vị không tu hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, đời sống lại thiếu bạn lành, không có thầy dẫn lối, không có thiện tri thức dẫn đường. Xung quanh là toàn ma chướng, toàn oán gia trái chủ ngăn che. Để không thấy lỗi người, Khải Toàn chân thành khuyên các bạn tìm hiểu và tu sáu hạnh Bồ Tát. Thành tựu được ba pháp tu đầu của sáu pháp tu hạnh Bồ Tát, bạn dễ dàng bước lên được nấc thang đầu tiên, không thấy lỗi người. Kinh tế lúc lên lúc xuống, vận mệnh thay đổi như thời tiết. Đừng để tâm của mình nhiễm ô phiền não, thông qua tu sửa ba nghiệp, thân, miệng, ý, thông qua nghe giảng kinh và hành thiền, sẽ vượt qua mọi chướng ngại. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc chư vị tâm thân an lạc.